Quế ăn mặc mốt quá. Một công việc như ý. Tôi muốn điều cô sang bộ phận thị trường để học hỏi. Thật sao? Cảm ơn chủ biên đã coi trọng tôi. Được nhiều chàng trai theo đuổi. Hà Hà, anh thật lòng yêu em. Nhưng chỉ vì giây phút nông nổi. Hạ Băng có thai rồi. Không phải cô có thai đó chứ. Hạ Băng sẽ đối mặt với sự thật đó ra sao? Một trong những phim truyền hình hot nhất hiện nay. Hài hước, vui nhộn và lãng mạn. Ba Mẹ Nóng Bỏng phát sóng vào lúc 20h45 phút mỗi ngày, bắt đầu từ ngày 15 tháng 3, chỉ có trên HTVC Gia Đình.